đừng đeo băng đô này, người ta tưởng em là ông chồng không. Xin chào quý khán giả của Hồ Bích Trâm Official. Nay mặc đồ men không cả nhà. Đây là người đàn ông của gia đình. Tại vì đi qua bên đây nhưng mà chưa đem đồ qua nhiều, cho nên là giờ hết đồ bận rồi, lấy đồ chồng bận luôn. Mà công nhận là một size luôn nè. Chị thấy em đây một size luôn, chạy vừa luôn đúng không? Nhắc chị với mọi người, đây là cái khu vực mà tốn kém nhất của nhà Trâm luôn. Đó. Đây là cái khu vực mà tốn kém nhất luôn, là đang dát vàng lên cái tường để mà làm trang trí nha cả nhà. Trời ơi, vàng quá trời vàng rồi. Đây là vàng vàng 18K nè. Trời, sao nó rớt vàng ra vậy anh? Cho em đi, cho em, đừng bỏ. Trời ơi, vàng này nó hơi mỏng đó quý vị. Vàng 18K này nó hơi mỏng nè. Trời ơi. Cho dục chân vậy uổng quá vậy. Trời, hứng lại. Ủa anh, sao cái ý tưởng của anh lại dắt vàng lên đây vậy anh? Hả, sao anh tự nhiên dắt vàng lên nhà em chứ vậy? Bữa em tưởng là sơn quý vị. Bữa trước là thật sự là Trâm tưởng là sơn. Trâm tưởng là sơn cái màu vàng lên. Ai ngờ đâu bữa nay tới anh dắt vàng 18K lên nè. Không, cả nhà thấy không? Giờ ông mà ông cười không à, không biết lý do tại sao ông dắt vàng luôn á. Ông tự làm khó cho ổng. Đáng lẽ như người ta sơn cái màu lên đi là được rồi đúng không? Không. Giờ đi ngồi dắt nè, dắt mấy cái đường viền này mà biết không? Từ dưới bếp lên tới đây nè. À, mọi người biết cái đây là cái công đoạn mà làm từ hôm bữa giờ là 15 ngày rồi chưa xong cái này. Mấy cái sợi chỉ này thôi đó. Mới đầu là màu hồng, sau cái anh chậu không chịu để đổi qua màu vàng á, tưởng ông sơn nữa nhanh. Ai ngờ đâu ông chơi dắt vàng nè, vàng 18K nè, thấy không? Đó. Xong rồi mấy cái này là chưa có làm xong đâu nha mọi người. Cái này mới chỉ dát lên thôi, xong bắt đầu là viền lại cho nó nét, cho nó đẹp, xong rồi sơn lại nữa. Trời ơi, kỳ công quá. Anh, là cái chỗ này là giờ mình viền vàng luôn hả? Đúng rồi, mạ vàng luôn chứ. Trời ơi, cái này mạ vàng luôn hả? Cực cái gì? Nè, cái này bữa màu hồng nè, nhưng mà màu hồng nó không đẹp. Màu này nó không vô cùng với tông nhà quý vị. Nhà này được cái là nổ hay không? Em anh Khương Dừa mà. Em anh Khương Dừa thánh nổ, thì có đứa em nó cũng hơi nổ. Vàng 18K, hết cái chỗ này không 15 tỷ. Rồi mà, nói vậy đi xong ăn trộm vô cài. Chết tôi luôn á. Dạ cái này em nổ thôi nha cả nhà, chứ không có đâu. Mấy cái này là mấy cái miếng dán gì vậy nè. Miếng dán này giống miếng dán đắp mặt nạ quá ha. Bình thường em cũng có miếng đắp mặt nạ màu vàng giống vậy đó. Sao tự nhiên giờ anh cho anh đắp lên đây nhìn. Mà em đang thắc mắc là tại sao nó lại dính vô cái tường của mình được hay thật. Không cần một nước hay là cái gì luôn, vẫn dán dính vô được hay thật. Cực quá ha, tự nhiên bây giờ đi dán từng miếng vậy trời. Kỳ công quá anh. Kỳ công. Quá kỳ công luôn á trời. Thật sự luôn á. Mà tự nhiên sao anh phung phí như vậy anh? Ví dụ như cái miếng này nè, anh chia đôi ra đi. Anh cắt đôi ra đi. Không cho nó dày. Cho nó mình... độ dày của vàng nó càng dày. Trời ơi, vàng đã mắc rồi mà anh còn chơi cho độ dày. Anh chơi độ dày nữa mọi người. Ủa giống như mình cắt đôi cái này đi, thì mình ịn lên đây đi là mỗi bên được một miếng. Còn cái này em đang thấy nó bị dư nè. Rồi mấy cái dư này mình có lấy lại mình làm lại không anh, hay mình bỏ luôn anh? Tí nữa mấy cái dư này đưa nó vô luôn. À mấy cái dư này đưa gặp nó vô nữa hả? Gặp nó vô thôi. À anh muốn vàng. Cái vàng của nhà mình nó phải có độ dày chứ không phải độ mỏng được. Như cái này là bị mỏng nè. Thì anh làm nguyên một cái xong anh gấp đôi lại nữa quý vị, thì nó sẽ có độ dày nữa. Có nghĩa là cái khu vực này là cái khu vực mà vừa dày mà vừa nhiều vàng á, ý anh vậy đó. Trả màn thiệt. Trả anh nè. Nhà lớn. Đây. Em mới đem với chiếc xe của em qua đây chị. Xe đập điện đem đi chợ đó. Đây này cả nhà, mấy cái chỗ này là khu vực này là đã dán xong rồi. Nhưng mà chưa có tỉa lại nha, cái này còn phải tỉa lại nữa. Đây là đang để cho nó dính vô, xong rồi anh sẽ đi đường nét. Anh đi những cái đường nét cho nó nét lại, xong rồi bắt đầu sơn lại những cái tường này. Sơn lại từ đầu nữa, trời ơi, tao nó quá mệt luôn. Em nói vậy báo nó giật tích lên là Hồ Bích Trâm dát vàng trong nhà. Ủa mệt lắm chị ơi, bây giờ up cái gì lên báo chí, cái này là cái trang cá nhân của mình đúng không? Nó giống một cái vlog của mình thôi mà suốt ngày báo chí cứ giật giật này giật kia lên hoài. Mọi người đừng cái tin vào những cái lời của báo chí lá cải nha cả nhà. Muốn gì lên kênh YouTube Hồ Bích Trâm Official coi là chính xác nhất, tại vì những gì em nói đây là chính xác nhất nha. Em lâu lâu em chỉ có hơi nổ một tí thôi, tại vì em nổ là do em đặt nước cá của anh Khương. Là anh Khương Dừa. Ủa nấu đi đâu chị? Nào. Bước vô đi. Tay sao đi ra ngoài. Đi vô. Bước vô, mày chết tao. Giờ bước vô, tại sao đi ra ngoài? Hả? Rồi bên đây là một
cái tủ á quý vị. Cái đây là một cái tủ để sau này Trâm sẽ trưng những cái sản phẩm của Trâm là Trâm sản xuất, đó là những cái sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên. Thì Trâm sẽ trưng ở đây. Thì những cái sản phẩm mà Trâm làm đó là tẩy tế bào chết nè, kem body nè, rồi kem chống nắng nè, rồi xịt khoáng gạo nè, đó là những cái sản phẩm thiên nhiên của Trâm sản xuất luôn. Thì cái đó là Trâm xin giấy tờ và cái gì ta, mã chép đầy đủ cho mọi người luôn. Thì sau này Trâm sẽ trưng ở đây đó. Nhưng mà Trâm hạn chế, Trâm không có bán hàng ở nhà, Trâm chỉ bán online thôi. Tại vì bán hàng ở nhà thì mọi người sẽ tới này kia thì nó không, nó hơi bất tiện á. Mà Trâm chỉ bán online thôi, chứ Trâm không hạn chế, không cho mọi người tới nhà mình đó. Tại vì mình xác định là mình bán online rồi mình sẽ ship tận nơi á. Thì cái này là một cái tủ đó. Cái tủ để mà trưng hàng, trưng hàng là nó cho đẹp. Thì ở chỗ này Trâm sẽ để một cái bàn làm việc của Trâm nữa, hoặc là một cái ghế sofa đó, để mình ngồi để mình live stream này kia luôn á. Thì nhân viên tất cả mọi người là sẽ làm việc ở đây luôn. À, được một cái không gian ở chỗ này nó rất là rộng, cho nên là từ cái chỗ không gian này mà vô tới bếp luôn á thì là để cho nhân viên ngồi ở dưới đây hết, để cho mọi người làm. Ban ngày thì mọi người làm ở đây, ban đêm thì mọi người về nhà ngủ à. Ở đây thì cái khu vực này là ban ngày thì anh Trọng anh chạy xe ra rồi, thì mình để xe ở đây cũng được rất là nhiều luôn, nó cũng tiện. Đây, em sẽ giải mã cho mọi người. Đây là một bức tranh, đây là bức tranh gọi là bức tranh mộng du nha quý vị. Tại sao gọi là bức tranh mộng du? Là tại vì trong quá trình anh vừa sơn anh vừa ngủ á, em kể một câu chuyện rất là hài hước về cái anh vẽ sơn này, vẽ tranh này. Anh vẽ tranh xong thì tới giờ buổi trưa anh đi ăn cơm, thì anh chạy chiếc xe máy của anh tèn ra quán cơm ăn. Anh dựng xe xuống, anh vô cô ơi bán cho cô hộp cơm, lấy hộp cơm xong bọc chìa khóa xe đi bộ về, đi bộ về nhà Trâm. Thì bắt đầu ăn cơm xong, anh vừa ngủ một cái giấc mộng du xong, anh tỉnh dậy, anh la hét lên, anh nói kêu anh chủ nhà ơi em bị mất chiếc xe, bây giờ anh hãy check camera lại giùm em đi. Thì ông Trọng ổng đang ở trong phòng, ổng cũng nghe bị mất xe, ổng cũng hồi hộp, tại vì ở đây có vài chiếc đâu biết người ta lấy đi ra đi vô, ai biết ai với ai. Thì ổng mới check lại camera mà mặt mày của cái anh vẽ sợ sơn rồi nè, không còn một giọt máu quý vị, mà chìa khóa thì bọc để đâu không biết, đúng không? Mà chìa khóa thì trong túi đi, cho ví dụ chìa khóa trong túi đi mà xe đâu, đúng không? Có nghĩa là ảnh xác định coi như là người ta đã bẻ cổ khóa xe của ảnh và mất rồi. Vẽ một cái bức tranh, tôi nói là một bức tranh là kinh hoàng đó, là mọi người hiểu đó. Đây là cái tâm trạng của ảnh trong cái quá trình mà ảnh bị mất xe, cho nên đây là cái quá trình rất là rối bời, cho nên anh vẽ một bức tranh rất là rối bời, cho nên mình nhìn vô mình cũng không biết là bức tranh này nó có ý nghĩa gì nữa quý vị à. Đó, nhưng mà thật sự là nhìn cũng rất đẹp đó. Xong vậy kể tiếp ví dụ chiếc xe, từ chiếc xe mất xong rồi lên ông Trọng mới ngồi check camera mò lại. Thì lúc này là 3 giờ chiều rồi, mình phải check lại từ cái lúc 11-12 giờ trưa mình check lại, thì đã tìm ra được thủ phạm lấy chiếc xe của ảnh rồi, không ai khác chính là ảnh quý vị à. Ảnh lấy chìa khóa xe ra, ảnh dắt xe, ảnh đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang vô đi mua cơm. Mà cuối cùng mà không đi mua cơm xong, ông lại để cái xe ở quán cơm, rồi ông đi bộ về nhà. Rồi ông ăn xong, ông ngủ xong, ông báo là ông mất xe. Xong rồi. Mà thật sự luôn là cái cô chủ nhà cô rất là dễ thương. Cái cô bán cơm ấy đó, cô mới đậu của gì ta, cô dắt chiếc xe của ảnh vô anh cất, y như rằng luôn, quá trời quá đất luôn, mọi người thấy không. Cái ông Trọng vậy nè, ủa em ơi, đâu có ai vô lấy xe của em đâu, em là cái người dắt xe của em đi mà mặt con vậy nè. Ủa em dắt đi hồi nào trời, rồi giờ xe của em đâu? Cái xong rồi, cái sau một hồi hoàng hồn thì em mới chợt nhớ, chết cha rồi, em để chiếc xe ngoài quán cơm. Thì may quá đi ra chiếc xe vẫn còn nha quý vị. Đó là một câu chuyện hài hước và tạo nên một cái bức tranh gọi là bức tranh hỗn loạn. Đây là bức tranh hỗn loạn, là trong một cái phút mà gọi là cảm xúc của anh thợ vẽ. Anh vẽ thì anh vẽ lúc mà đang tâm trạng đó là chiếc xe nó đi đâu mất tiêu rồi, cho nên là mọi thứ nó hỗn độn, cho nên trở thành một cái gì đó rất là hỗn độn, cho nên giờ em không biết ý nghĩa bức tranh này có ý nghĩa gì nữa, nhưng mà thật ra là nhìn chung là đẹp, đúng không? À, chị quay 0.5 á là chị thấy được toàn cảnh bức tranh đó quý vị. Thì thật ra là tông nhà của Trâm á là tông màu trắng và xám, cho nên là lên cái bức tranh này mọi người thấy không, nó tuy là nó không có một cái gì gọi ý nghĩa gì hết, nhưng nó lại phù hợp với lại cái bức tranh nhà Trâm. Trâm rất là thích, tại vì nó cũng nằm trong cái decor luôn á mọi người. May là ảnh vẽ màu trắng xám nha, trong cái lúc hỗn loạn đó ảnh bút trong cái tường màu đen, cái kem chết tại chỗ luôn đó, là hai cái bức tường này đó, bên đây cũng hỗn loạn luôn nè. Mà
mình gọi đây là bức tường hỗn loạn nha quý vị. Một cái cảm xúc, một cái kỷ niệm của một anh thợ vẽ khi mà buổi trưa đó đang cơm xong hết hồn mất chiếc xe. Câu chuyện rất hài hước. Trời ơi, mà tội nghiệp lắm luôn á, cảm giác mà tự nhiên cái xe mình vẽ ở đây, cái xe nó nằm ở đây, mà cửa thì đóng không biết ai vô lấy lúc nào á. Cảm giác mà tự nhiên trời ơi, không biết tại sao nó mất luôn á, kiểu rất là hoang mang. Đó. Đó là hết câu chuyện rồi, ông Đậm đứng cười qua lòng qua không? Làm gì cười trời ơi. Còn ông là câu chuyện gì? Câu chuyện của ông là màu hường đúng không? Trong cái đề co là tôi rõ ràng tôi thấy màu vàng, mà ông lên đây ông tô màu hồng quý vị. Hình như ổng màu hồng hay gì á. Ổng màu hồng á, chị em với màu tím nè. Tự nhiên cái bứt cái màu hồng lên không ăn nhập luôn. Đó, xong bây giờ kêu thôi anh sửa lại giùm em màu vàng nha. Mà anh còn nói gì nữa nè, Trâm bây giờ em thích màu vàng tươi hay là màu vàng chùa? Mình mới kêu ủa màu vàng chùa là màu vàng chì. Cái ổng mới nói kêu đây, vàng chùa đây. Vàng chùa là một cái gì đó rất trang nghiêm. Thì em có muốn nhà em nó trang nghiêm không? Em nói không không không, em muốn nhà em trang nghiêm, em muốn nhà em nó rực rỡ, nó tươi sáng nha anh. Ông mới quyết định là lấy màu này cho mình. Đó. Cái nào cũng có một câu chuyện ở trơn á, chưa kể đi lên phòng khách kể tiếp câu chuyện đó nè. À, lên em thấy ông trọng về rồi chị. Bây giờ em lên phòng khách em kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện. Đó là câu chuyện phòng khách. À, một cái sự hỗn độn, một cái sự hỗn loạn nó nằm ở trên tay nha quý vị. Đây. Cái bức tường này là mới làm luôn nè, tường này là tường là miếng gỗ nhựa thôi. À, để vô đây rồi sau này mình sẽ chưng thêm một cái họa tiết nào trên đây, hoặc là mình sẽ có một cái bàn nhỏ ở đây để mình chưng bình bông hay là cái gì đó, nhưng mà làm nó bị rối á. Dạ thưa quý vị ạ. À, một sự hỗn loạn nó lại nằm ở đây nữa rồi. Đây thưa mọi người, thì trong cái bức đề co thì nhà trong là đang là cái tông là tông trắng xám đúng không, thì bức tường này nó màu xám, thì bây giờ cái bức tranh này nè thì nó cũng sẽ đồng màu với lại cái này, hoặc là màu xám nó nhạt hơn hoặc là đậm hơn thì nó mới nổi được. Thì hiện giờ cái tông này là tông màu xám đậm, thì mình sẽ làm một bức tranh hôm nay cho nó sẽ là màu xám tươi hơn. Thì Trâm đã chọn cái bức này, nhưng mà là một cái bức màu trắng xám, nhưng mà không hiểu tại sao khi nó in ra nó lại ra màu vàng. Đây là một câu chuyện hài hước không quý vị? Và bây giờ chúng ta lại bị mất đi cái này, và bây giờ chúng ta phải làm lại từ đầu và tháo cái này ra và làm lại một cái bức khác, nó là màu trắng xám, đúng màu xám luôn. Còn cái này nó đang bị ngã vàng. Chị nhìn nó bị thấy bị vàng không? Ừ. Nó đang bị vàng á, nó không hợp với lại cái tông nhà đó quý vị. Thì nó không hợp cái tông nhà đó, quý vị. Cho nên là coi như là không thể nào mà. Đó, tông trang đang là trắng xám mà tự nhiên cái này nó đi vô nó là tên thành tông vàng rồi. Đây, ta mới vừa mua một cây phát tài. Mọi người thấy không, cây phát tài này là sẽ để trong phòng khách của mình. Thứ nhất là nó vừa sang, nó vừa sạch, mà nó còn không có gây ô nhiễm môi trường hay là nó hít cái không khí của mình. Thì cái cây phát tài này rất là đẹp luôn. Và cây này không phải là rẻ đâu quý vị. Trong bữa trước Trâm mua trên mạng á, Trâm đặt cái trên mạng là Trâm cả chậu cả cây luôn á nha, là 3 triệu mấy một cây. Nhưng mà may mắn là khi mà Trâm liên hệ với lại cái em ở bên chậu cây Sài Gòn á, thì em có tìm cho Trâm được một cây, và cuối cùng cây này có 1,5 triệu rồi. 1,5 triệu là cả chậu cả cây luôn, mà có 1,5 triệu thôi. Có nghĩa là mình Trâm mua trên online nó mắc gấp đôi luôn. Đó, cho nên là bây giờ cô em hôm qua nó nhắn tin chị ơi em tìm ra được chiều cây này có 1,5 triệu thôi. Đó, cây này cây phát tài và cái giá thành của nó cũng sẽ bị cao đó quý vị. Còn mấy cây này là cây cũ của Trâm rồi. Đó, em nó làm xong cái chậu này và nó để những cái sạn này vô cho đẹp nè, và Trâm sẽ để chân ngay chỗ đây luôn, ngay chỗ cái phòng khách này luôn. Thì ngày mai em nó sẽ kê mấy cái miếng ấy á, cho nó nâng cái chậu lên. Thứ nhất để cho nó thoáng cái chậu, thứ hai là nó thoát nước. Đó. Rồi, có một cái rất là dễ thương luôn mà mọi người chưa thấy, đó chính là cái khu vực ban công ở phòng khách. Trời dễ thương lắm quý vị nha. Ủa trời, chị có nhà không biết gì nào mở luôn nè. Đây. À, chưa có đóng cửa mô Phật. Cửa nãy giờ không khóa. Rồi, trời ơi, mát quá. Hello. Ông Trọng về rồi. Trọng mình về rồi quý vị. Thôi đừng quay kia người ta biết nha, địa chỉ nhà hả chị? Đây, trời ơi, dễ thương không? Chị dễ thương quá hả? Ở dưới đây là mọi người biết Trâm trồng gì không quý vị? Ở dưới đây là Trâm sẽ trồng 2 chậu hoa hồng. Đó, bên kia 2 cây hoa hồng, bên đây sẽ là 2 cây hoa hồng. Đó, Trâm trồng cho nó lớn lên. Thì ở đây á, là một cái dàn cây mà rất là dễ thương luôn. Nhất là ở đây là vừa có đủ nắng nè.
ở đây vừa có đủ nắng luôn, thì ở đây sẽ có những cái chậu, đây là những cái cây nè, rất là dễ trồng. Mà mấy cái cây này á, nó là dạng cây mini, cho nên là cái độ mà để mà lớn lên thì nó không có lớn lên chịu đâu. Nhưng mà cái ông này ông trồng cây dừa chỗ này là thấy sai sai rồi nha, cây dừa cây cọ vậy nè, cây này là bị sai rồi nè, cây này là phải trồng ở trên, cái này phải trồng ở trên nè, chứ cái này rồi lửa mai mốt nó cao lên rồi nó làm sao ta. Đó thì đây là những cái gốc mà đây, cái này nữa cây gì này không có biết luôn, nhưng mà cái cây này ở quê quê mình hay trồng á, rất là dễ sống luôn cả nhà. Thì đây là những cái cây mà rất là dễ sống luôn đó, thì bạn sẽ trồng. Còn cái này là hoa mười giờ hay hoa gì nữa nè, hoa mười giờ phải không chị? Đó, mai mốt nó tươi lên, nó sống lên là nó sẽ có hoa đó. Thì cái khu vực này là sẽ trồng những cây hoa cảnh nhỏ nhỏ rất là dễ thương. Chỗ này dễ thương, dễ thương à. Chỗ này mai mốt ấy, em ra em đặt ghế ra em live stream ở đây cũng được nữa, em chụp hình ở đây cũng được nữa, nó sẽ là một cái không gian để cho mình gọi là mình giải trí vào buổi tối. Thì Trâm định là đặt một cái bàn nhỏ với hai cái ghế đây để mà mình uống cà phê hay gì đó cũng được luôn. Thì ở đây Trâm đang trồng thêm một cái dàn leo, cái này là cây leo hoa, cây bông leo, để cho nó leo qua bên đây cho nó rủ xuống cho nó mát cái nhà của mình đó. Thì ở đây có hai cây hoa trà, ông trồng là ông rất là thích cây này luôn. Cây này hoa trà nè, hoa gì đó, hoa gì mà nó thơm, nó thơm lắm đó quý vị, lài, hoa lài, hoa lài, hoa trà gì đó mà nó thơm lắm, cái bông nó trắng trắng này chị. Đó, bữa nay là con mới cải tạo lại nè, đây là lâu rồi. Ở đây em sẽ trồng hai cây hoa hồng. Hoa hồng nó rất là khó sống và rất là khó trồng, cho nên bắt buộc mình phải chăm kỹ, nên em không có thể nào mà chăm để trên sân thượng được. Mà chăm để ra cho nên nó có bông có hoa luôn á, thì chăm trồng ở đây một cây, ở đây một cây, nó phải cách xa nhau ra chứ nó gần nhau quá là nó dễ lây bệnh cho nhau. Thì ở bên đây cũng là hai chậu luôn. Ở bên đây cũng hai cây hoa hồng luôn chị. Đó. Rồi em ở đây không để bàn ghế thì em sẽ để thêm vài chậu hoa ở đây. Và đặc biệt là ở đây là Trâm đã lót gỗ rồi. Đây là Trâm đã lót gỗ rồi nè. Lót cái sàn gỗ như thế này nè, nó sạch á. Ở phía đây nè mọi người, cái sàn gỗ này mình có thể tháo lên được. Và nó cái này nó có thoát nước được nha. Cái này nó thoát nước được chứ mà nó không thoát nước được nha. Làm cái gì vậy? Đó. Trời ơi, ông nâu nè, ông đói em đây rồi. Trời ơi, nâu hư quá. Nâu hư rồi, đói trong nhà, mẹ mốt ở dưới bếp cho con, không có được lên nhà đâu. À, còn đây là cái tủ ấy nè, tủ này là cũng mới đem qua luôn mọi người. Ủa mở cửa tủ làm sao? Đó. Ở đây là bây giờ người ta không có làm thêm mấy cái nhiều này, cái này nhiều nữa. À, ta làm kiểu nhấn vô cái là nó ra. Đó. Rồi coi như là dường như là ngày mai là sẽ sơn lại toàn bộ cái nhà. Sơn lại toàn bộ cái nhà và sau đó là sẽ ngày mốt là sẽ cho đội dọn nhà qua, người ta dọn từ trên xuống dưới luôn, là lúc đó là sạch sẽ rồi. Ngày hôm kia là bắt đầu mình sẽ dọn vô ở rồi quý vị. Hiện giờ là Trâm vẫn đi về là bữa nay hết đồ, bận đồ quan trọng luôn nè, quan trọng giờ này cũng mới đi làm về nè. Cảm ơn, coi như là xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục lần sau. Ngày hôm nay đó là một câu chuyện hài hước về cái anh sơn nhà xong rồi anh làm mất xe đó. Ê mà cây này đẹp quá ha, chị cây này đẹp ha. Ê em. Dạ. Hôm nay sao mà nhảy luôn vậy? Ê, bây giờ cái chậu này mình để một chậu hay hai chậu? Với lại cái cây này nè, em muốn tỉa nó quá trời cây này. Em tỉa luôn rồi hả? Để em mới tỉa. Có chừng. Em tỉa gì? Em cắt mấy lá mới già bỏ. Ý là mày cái này có còn cắt bớt luôn không? Tại mấy dạ, cái lá mình dài quá đó. Dài thì mình cắt bớt để cho nó em buộc nó lại rồi á. Để cho đứng lên. Thì mày muốn nó đứng luôn không? Đây là một bạn ở bên chậu cây Sài Gòn này đúng không? Đó, chậu cây Sài Gòn rất là nhiệt tình luôn, là làm từ bữa giờ là 3 ngày rồi, vừa cái sân thượng rồi vừa cái khu này nữa nè. Mấy cái em trang trí này là của em làm, với là cái cây này tìm cho Tâm nè. Cây này em có biết là chị đặt ở trên mạng người ta báo giá nhiêu không? 3 triệu. Mà con nó tìm cho Tâm được 1 triệu rưỡi là rẻ được gấp nửa đó, thiệt sự. Bây giờ làm nhà mọi người tiết kiệm được cái gì mà tiết kiệm chứ. Hôm qua xong rồi cái cây này nó mai mốt còn lớn nữa đúng không? Nhưng mà bây giờ em nghĩ là để một cây hai cây ta, một cây thôi ha. Đây, tại vì hai cái chậu này là để hai bên. Hai chậu này để hai bên đây, đây là cái máy cái ghế massage, cái này bộ salon, thì cái chậu này để ngay góc đây. Vậy thì cái phòng khách này vẫn bị thiếu một chậu ngay đây nữa. Phải có một chậu ngay đây nữa cho nó mát cái nhà nữa nè. Mà chậu gì đi chứ đừng cái chậu đó nữa, mình cắt cây đi. Dạ, để về tìm chậu gì để đâu rồi vậy? Ừ, tìm chậu gì để thêm một chậu nữa đi. Em chứ hai cái chậu kia thì nếu mà nó xấu quá thì mình đem ra trước luôn à. Dạ. Nhưng mà để giữ một thời gian chứ bây giờ chỉ cắt buông ra thì nó xấu. Nè ha. Dạ. Tại cây nó lớn quá rồi. Bây giờ sao hay là mình mua chậu nhỏ lại? Được.
bây giờ mình để lại đi tới lên lá mới. À. Tại vì em thêm đất mới rồi em gãi phân nó vô rồi. Gãi phân không ạ? Vậy dạ. Sao hôm qua không tỉa luôn đi? Em phải tỉa mấy cái này cho nó đẹp, mấy cây dài dài lên nè, em tỉa luôn đi cho rồi. Em không biết ý chị nữa là em buộc em tỉa bớt rồi á. Cái này là em đã tỉa bớt rồi. Là em không biết chị để nó rủ xuống. Nhưng mà mai mình cột như vậy là mai mốt là nó sẽ đứng lên lại hả? Dạ đúng rồi. Bữa trước nó đang đứng đẹp lắm quý vị, tự nhiên cái anh camera, một câu chuyện của anh camera nữa. Ông vô ông rửa camera xong không té xuống nguyên chậu hoa này nè. Ông bị thật chân ông nhào xuống. Trời ơi, ông nằm lên luôn. Nếu mà không có chậu hoa này, không có cái lùm hoa này là ông đã té xuống đất rồi. Ông chơi ông nhào nguyên cái người ông vô cái lùm hoa này nè. Và thế là cái chùm hoa nó đang thẳng vậy. Và nó đã như dây. Nó tè ra như vậy nè chị, nó tè le tắt lét ra luôn chị. Em đi làm về cái nhìn vô cái chậu hoa của em, bình thường là đi ngang qua ngắm một cái rồi đi ra đây đúng không? Em đi ngang qua đây cái em đi ra đây cái em thụt lùi lại. Em nghe bụi chồng. Tại sao cái chậu hoa của vợ nó tè le tắt lét ra vậy? Ông kêu trời ơi tội nghiệp lắm giờ. Cái anh camera anh té xuống hết, may không cái chậu đó đó. Lại may có cái chùm này nè, nó cản lại chứ không là ông nằm xuống đất rồi. Mô Phật. Trời ơi, tắt lét luôn nguyên chậu hoa, lúc đầu nó đang thẳng vậy nè. Cái ông ngã lên, cái nó ra dài rồi chị. Chị có hiểu cảm giác mà mấy cành cây nó ra dài luôn không? Đó, là như vậy đó. Đẹp, chỗ này đẹp đó, nhưng mà sợ mấy cây dừa nè. Cái dừa này em không trồng ở phía trên này, em trồng đây, mai mốt nó lớn lên rồi sao? Trời ơi, có một nhiêu đất thôi, mình biết khi nào nó mới đụng được cái đất. Cái dừa còn này cái nó không lớn nữa rồi. À. Dạ. Cái này, mùa giờ cái này, đỏ này, nó mau lớn. Mà công nhận lưỡi là khu vực chỗ này dễ thương ha. Lưỡi hổ với lại dừa này một thời gian nó mới lớn. À lâu lắm nó mới lớn đúng không? Với lại mình để cái chậu nhỏ như vậy nè. Thì à. Dạ. Nhưng mà anh, cái dừa này chừng nào nó không có trái vậy? Không, cái đó là cây cọ chứ không dừa. Cây cọ hả? Dạ, cọ kiển rồi. Anh trồng cái dừa cho em đi, cái dừa chừng nào có trái đi. Dạ. Sao không trồng dừa cho em vậy để uống nước chứ? Dạ. Trời ơi, không có trồng cây gì có trái luôn, trong tưởng cây dừa quý vị. Đúng cây dừa mai mốt hy vọng nó cứ nước cho mình uống cái cùng cỏ. Dừa cây cọ rồi cọ kiển rồi thôi kết thúc clip ở đây nha cả nhà, xàm quá rồi, quá được bữa nay xàm rồi. Đây là một cái clip nè, Trâm tuyên bố luôn, đây là một cái clip nổ của Trâm. Một cái clip nổ rất là nổ luôn, là một cái clip nổ tại vì Trâm là đạp nước đá của anh dừa. Nói chung là anh hai anh cũng hơi nổ, mình cũng nổ theo, mà thật ra là vui thôi các vị. Cái này là mình nói chuyện vui thôi, mình giỡn mình ghẹo mấy anh thôi, chứ thật ra là không phải là giác vàng gì đâu nha, chứ để mất công rồi nghĩ này kia nổ rồi thì kia tùm lum mới mạnh lắm. Thật ra này mình nói cho vui thôi, chứ đây là những cái trang trí nội thất mà Trâm nghĩ cũng đơn giản, mà quan trọng là cái thẩm mỹ của mỗi người á là nó mỗi khác đó. Và hy vọng là mọi người sẽ thích những cái trang trí mà Trâm đã lên ý tưởng mà Trâm làm. Và cảm ơn quý vị khán giả đã coi clip của Trâm nha. Khi nào nhà hoàn thiện thì Trâm sẽ quay một cái clip nhà hoàn thiện luôn. Và mọi người ơi, Trâm đang mong chờ cái nhà hoàn thiện, biết sao không? Anh Trọng đã nói rồi là cái nhà khi nào hoàn thiện là anh sẽ bắt đầu quay clip với Trâm. Tiền lên. Và hy vọng là mọi người sẽ chào đón sự trở lại của hai vợ chồng mình. Bye bye.